Gan bị tổn thương do rất là nhiều nguyên nhân, trong đó có hai cái nguyên nhân mà mình cần quan tâm. Cái nguyên nhân thứ nhất là do các cái độc tố từ bia, rượu, hóa chất và thậm chí cả thuốc uống. Khi chúng ta biết rằng là tất cả những hóa chất đó trước khi đi vào máu thì bao giờ cũng qua tế bào gan, và qua cái hệ thống miễn dịch của gan thì nó được sản xuất, và từ đó những cái tế bào gan bị tổn thương thì nó sẽ chết và thay thế những các cái lớp tế bào gan mới. Tuy nhiên, nếu mà nồng độ rượu, bia hoặc cái hóa chất vào cơ thể quá nhiều thì những cái tế bào gan chết nó giải phóng rất là chậm. Chính vì thế các tế bào gan chết sẽ tập trung ở các bề mặt của gan và từ đó gây ra những cái tổn thương lớp mỡ. Đầu tiên là những giọt mỡ nhỏ, và sau đó cùng với thời gian và tế bào gan chết nhiều thì chúng ta thấy rằng là nó tạo thành gan nhiễm mỡ to dần. Và chúng ta biết rằng bình thường cái khối lượng mỡ trong gan chiếm khoảng từ 3 đến 5%, nếu vượt qua cái độ số đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta gọi là gan nhiễm mỡ. Đặc biệt có những trường hợp gan nhiễm mỡ có thể tăng tới 3/30% so với khối lượng gan. Đấy là chúng ta cứ cần chú ý tại sao chúng ta có gan nhiễm mỡ. Cái thứ hai nữa là do cái tổn thương virus viêm gan. Chúng ta biết có 5 loại virus viêm gan, trong đó có viêm gan A, B, C và D. Hai cái virus viêm gan nó đóng một vai trò rất quan trọng là viêm gan B và C, bởi vì là nó có thể gây ra viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư tế bào gan. Khi virus viêm gan vào trong các tế bào gan thì chúng ta thấy rằng là nó gây ra cái tổn thương gan qua cái phức hợp kháng nguyên và kháng thể, gây hủy hoại tế bào gan. Và nếu mà cái phản ứng kháng nguyên kháng thể nó phát triển mạnh thì chúng ta thấy hiện tượng hoại tử tế bào gan càng cao. Chính vì thế những hiện tượng hoại tử tế bào gan càng cao dẫn đến suy giảm chức năng gan, và từ đó có thể dẫn đến hôn mê gan, hoặc nếu kéo dài có thể dẫn đến xơ gan và ung thư tế bào gan nguyên phát. Thưa bác sĩ, vậy thì với những cái trường hợp mà không kịp thời phát hiện ra thì có thể sẽ có những cái hậu quả nào mà người bệnh sẽ phải gánh chịu ạ? Nếu mà chúng ta không phát hiện ra để điều trị kịp thời thì người bệnh có thể dẫn đến những các cái nguy cơ. Thứ nhất là đối với trường hợp cấp tính thì có thể bệnh nhân có thể dẫn đến hôn mê gan và bệnh nhân có thể tử vong ngay trong những tuần đầu và tháng đầu. Những trường hợp đó thì rất là nguy hiểm. Thứ hai là nếu để kéo dài thì bệnh nhân từ cái viêm gan cấp tính có thể chuyển sang mạn tính, và viêm gan mạn tính dẫn đến xơ hóa gan, và xơ hóa gan thì dẫn đến xơ gan, và xơ gan mất bù thì chúng ta thấy những trường hợp biểu hiện rất nặng. Và cuối cùng, cái giai đoạn cuối cùng của tất cả những bệnh lý về gan là ung thư tế bào gan. Và những trường hợp bệnh nhân là ung thư tế bào gan thì chúng ta thấy rằng cái nguy cơ tử vong bệnh nhân rất cao và điều trị nó rất là phức tạp. Thưa bác sĩ, vậy thì có những cái biện pháp nào để giúp cho chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng là suy giảm chức năng gan hay không ạ? Có rất nhiều các biện pháp để giúp chúng ta cải thiện được suy giảm chức năng gan. Cái thứ nhất là chúng ta phải hạn chế cái tổn thương gan đã. Thì ví dụ như là chúng ta cần có chế độ ăn uống hợp lý, tránh những cái loại thực phẩm có nhiều mỡ, hoặc là chúng ta cũng hạn chế tối đa bia rượu. Chúng ta ăn nên chế độ ăn là có nhiều rau, ví dụ như đậu, chúng ta thấy rằng sẽ tốt hơn và dễ tiêu hơn nhưng chúng ta ăn quá nhiều thịt. Hoặc nữa là chúng ta nên tập thể dục và uống nhiều nước, thì đấy là những các cái mà chúng ta cũng nên chú ý. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một số các loại thực phẩm chức năng bằng dược liệu thì nó rất dễ tiêu mà nó cũng không có độc hại đến gan hoặc thận. Thí dụ như là những cái loại dược liệu mà có thành phần glutathione nội sinh như là NAS thì có thể là làm cho gan nó có tăng cường chuyển hóa và được cải thiện được tế bào gan. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt không tốt gây ảnh hưởng đến cơ thể. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Funadin sản xuất tại Mỹ là công thức phối hợp các thành phần N-acetylcysteine, alpha lipoic acid, L-arginine, taurin kết hợp với chiết xuất từ các loại thảo dược như đông trùng hạ thảo, sâm đưa quy, nấm linh chi, cây kế sữa, quả nam vị quất, quả ngũ vị tử, củ nghệ, cây hoàng kỳ, rễ như bàng, cao gan, dầu cá, vân vân, có tác dụng hỗ trợ tăng cường khả năng giải độc, bảo vệ gan trước các tác nhân gây hại, dùng hỗ trợ cho những người men gan, viêm gan siêu vi, viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, suy gan, xơ gan. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Funadin hỗ trợ giải độc, bảo vệ gan. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.